Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái kỹ thuật hoán tâm thần tốc. Nó sẽ như thế này. Nó rất là ảo luôn. Các bạn thấy ảo không ạ? Ok, và kỹ thuật này như thế nào mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn nhé. Đầu tiên thì các bạn này sẽ đặt một cái ngón trỏ và ngón giữa ở đây, hai cái chỗ chéo chéo giúp bích như thế này. Đó, ngón trỏ và ngón giữa nhá. À, ngón cái, các bạn đặt ngón cái và ngón giữa ở đây. Chúng ta sẽ đặt ở hai góc con giúp bích như này. Đó, và ngón và nhiệm vụ là ngón trỏ và ngón áp út chúng ta sẽ quay nhá. Đầu tiên thì mình sẽ quay từ bên phải trước. Đây, bên phải bên trên này. Quay này. Và tiếp tục ngón trỏ bên này quay. Và tiếp tục đến ngón áp út này. Quay lên. Đó, nó tiếp tục đến ngón áp út bên này nữa, quay lên, nó theo vòng ấy. Vòng này, vòng này, vòng này, vòng này, đó, theo vòng như này này. Đó, khi làm nhanh thì chúng ta sẽ được như thế này. Đó, làm nhanh chúng ta sẽ được như thế. Như trò này bạn có thể đi đem ra biểu diễn với bạn bè, khoe bạn bè các thứ thì mình thấy cũng khá là ok, rất là hay đấy. Và trò này các bạn chỉ cần biết động tác và luyện tập thật là nhiều thì nó sẽ hoán tâm thần tốc được. Đó là những gì mà mình muốn chia sẻ trong video này. Nếu bạn thấy video hay có thể cho mình một like và đăng ký để mình có thêm những động lực làm những video hay hơn, bổ ích hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.